Trong quá khứ, Koutina là một đại thành phồn vinh, có rất nhiều trái cây và hoa quả, có rất nhiều người cư trú, và ngày đêm có các nghệ nhân khẩy đàn ca hát. Một nguyên nhân nữa mà Như Lai không nhập Niết Bàn ở những nơi khác là vì vị tu khổ hạnh Tu Bạc Đà La sẽ không có thể gặp ta, và như thế ông ấy sẽ không thể đắc đạo. Nguyên nhân cuối mà Như Lai không nhập Niết Bàn ở những nơi khác là vì sẽ có một trận đại chiến xảy ra do bởi phân tranh xá lợi của Như Lai. Tuy nhiên, ở Koutina có một bà la môn tên là Dona, ông ta có thể dập tắt trận phân tranh và phân chia xá lợi của ta đến tất cả quốc vương của các nước. Thế nên, chiến tranh sẽ không diễn ra.